chỗ hồi nãy mình đi giăng lưới là chỗ thứ ba, bây giờ mình xuống tới thứ năm rồi không quý vị. Bây giờ mình đi chống xuồng tèn tèn theo anh Toàn, rồi sau đó rước ảnh lên xuồng mình vô trong nhà, và anh em mình đi nhậu. Bự lắm thôi. Một hồi nó về tôi cho ông coi xe gì trong coi. Ồ, cái con này nó là trắng ha, nó không có đen thui như con kia ha. Được đấy, ok. Hồi nó chở ra dính trong coi. Má có biết chị chơi hết như ra được rồi. Sợ gỡ không nổi. Gỡ không nổi hả? Đó, mới gian quay lại dính cá rồi. Bây giờ mình vô thôi. Bây giờ anh thay đồ chắc mình chạy đi được cái đó anh ta ha. Ừ. Cái này gọi cái gì anh Tân? Cái này nè. Lứt hả? Ngứa lắm. Ngứa hả? Bà xong quá. Ồ. Cái gì? Lúc mình văng á. Từ 1 giờ. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Anh em đi vòng giờ quay lại. Đi 3 giờ mấy mới về vô. Như là 2 giờ mấy 3 giờ gì tôi quên mẹ. Không thấy không? Chịu mới cho. Rồi giờ anh gỡ ha. Làm mấy lon hơi tê tê bây giờ đi nó hơi cua. Rồi. Ô, gì đó hả? Dính cua. Đi ăn cá phi mà giờ dính cua vậy hay vậy ta? Cho con à, lọc con hồi nãy nè. Đó, con mình dính nè. À, giờ để lưới ra đi, mình thăm thôi. Đó ơi, dính thêm con nữa. À, con nãy hả? Con nãy. Đúng rồi, vậy mình để lưới ra đi, bắt mới vậy mình đánh sống lâu hơn. À, đợi anh Tân kéo được không? Được. Rồi, ok anh. Trời ơi, cua nó gẹp cá phi luôn kìa. Con cá phi hồi sáng phải anh Tân? Ừ. Cua nó ăn bứt mẹ nè. Cua nó kẹp con cá phi nè. Trời. Cái dao không dưới này. Còn kẹp banh chân nữa ha, kẹp lưới mình đó ha. Ừ. Này thùng bạn này, mấy con này đó kẹp banh chân nữa. Cá nâu dính rồi thấy không nè. Cái gì anh? Cá nâu nè, kẹp đi chân này. Cá nâu này hơi nhỏ, thả luôn không? Thả ủa, luôn. Nó kẹp rồi ha. Chịt nè, banh lưới chân nè. Nè. Ừ. Mình phải gỡ liền đi thôi nè, kẹp nè. Ừ. Rồi sáng mình gỡ mình bỏ vô xuồng được rồi ha. Ừ. Trời ơi, coi nè. Thôi, là mồi do cô rồi. Đâu anh? Ừ, dính đó hả? Đó, thật hả? Con cua kẹp cái con cá rô phi. Chưa tới tuổi. Ừ. Xé lưới luôn đi anh Tân lại cho nó nhanh hơn rồi. Bắt cá quê. Con nào ăn được ra. Con gì đây? Con nó có nhìn tao. Ôi trời ơi, nó còn ăn nữa nè. Rồi nó thả rồi, bỏ rồi. Lợi hại quá, lợi hại quá. Ồ, ăn hết rồi. Vậy là chứng tỏ là cái ăn nè. Ồ, cái mật độ cua trong này mình có nhiều quá anh ta. Ừ. Rồi dính nữa nè. Lưới này lưới cua chứ lưới cá gì. Bao màng nó mới dính nè. Trời, lần trước con đó kìa.
ý là anh em mình giăng có khúc ngắn anh to rồi, giăng dài biết làm sao ạ. Tiếng nói chắc đầy cua này quá. Hết cá rồi, banh hết rồi. Giăng này mình cuốn liền mới được. Cuốn liền là nó đâu có kẹp kẹp đâu. Ăn cá hết cá rồi. Hồi anh phải kéo cái tay nước lưới lên quá anh con ơi. Hồi anh phải kéo cái tay lưới lên của nhà không á. Đúng rồi, kéo lên chứ đâu có. Chứ tại đây là đồ sáng. Sáng mai là dính cua không đó. Xé luôn chứ còn đường nào nó gần hả? Hơi mối nó còn ăn nữa kìa. Bánh này. Ủa sao vậy, mình không mình nuôi cua mình không thả cái con cá phi này? Có chứ, nó xanh dữ lắm. Đây nè. Trời ơi. Cá bự quá trời. Hơi bị khổ rồi đó. Hơi bị khổ rồi anh em ơi. Giăng cá mà toàn là dính cua không à. Cái này chắc phải tốn mấy thùng bia nữa rồi. Rồi, chân chim xuống luôn. Đó, dính đó nè. Có còn cua không vậy? Lắc lắc cho nó đi đi. Toàn hay quá. Đứa thùng á, thùng. Đâu rồi, đi ra ngoài. Cua nó chắc. Hả? Cua nó chắc. Chắc hả? Tính bắt cái gì? Nó kẹp. Nó kẹp không đó hả? Rồi hư tay lưới luôn nha anh quý vị ơi. Rồi xong. Thế là mình không được con rô phi nào hết. Toàn dính cua không à. Cua không. Rồi anh tắt nước rồi. Bây giờ mình quấn lưới nha. Chứ để tới sáng mai là tay lưới này dính cua không. Xin chào với mình, đến đây là kết thúc của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.